Phạm Băng Băng nhận giải thưởng lớn ở Hàn Quốc bất chấp việc bị cấm sóng ở quê nhà. Dẫu đã bị phong sát ở Trung Quốc, thế nhưng bằng sự nổi tiếng sẵn có, sức ảnh hưởng của Phạm Băng Băng ở thị trường châu Á dường như vẫn không bị lung lay. Chính vì vậy, việc nữ diễn viên nhận giải thưởng từ Liên hoan phim quốc tế Busan nhận những ý kiến trái chiều. Ngày 8 tháng 10, trang 163 đưa tin Phạm Băng Băng vinh dự nhận giải diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Do tình hình dịch bệnh, nữ nghệ sĩ không thể tới Hàn Quốc để tham gia lễ trao giải. Tuy nhiên, trong video cảm ơn mà Phạm Băng Băng gửi tới sự kiện, nữ diễn viên tiết lộ sang năm cô sẽ đích thân tới liên hoan phim cùng với bộ phim điện ảnh đã quay xong. Trên QQ, dưới bài đăng của Phạm Băng Băng đoạt giải có những ý kiến trái chiều. Theo đó, nữ hoàng thảm đỏ của Trung Quốc bị cấm đóng phim tại Trung Quốc từ năm 2018 sau khi bị phạt vì trốn thuế. Từ đó đến nay, Phạm Băng Băng chỉ góp mặt với tư cách khách mời trong phim Insider của Hàn Quốc và dự án điện ảnh 355 do Hollywood sản xuất. Do không có thành tựu trong nhiều năm, khán giả thắc mắc ban tổ chức dựa vào tiêu chí nào để trao giải cho Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên được cho là đang trải đường để chuyển hướng sang hoạt động tại thị trường Hàn Quốc. Không đóng phim cũng nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc. Đây là giải từ thiện hay bỏ tiền mua? Phạm Băng Băng cũng nhận được giải thưởng làm giảm giá trị của Liên hoan phim Busan. Giải của Phạm Băng Băng làm cho nỗ lực của Thang Duy trở nên vô nghĩa. Là bình luận của một số khán giả không hài lòng với kết quả của Liên hoan phim quốc tế Busan. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng giải thưởng để vinh danh sức ảnh hưởng và cả sự nghiệp của Phạm Băng Băng không chỉ đánh giá những tác phẩm gần đây. Ở góc độ khác, với sự xuất hiện gây chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Busan, khán giả Trung Quốc cũng tranh luận về việc Phạm Băng Băng có thể quay lại với giải trí sau khi phải chịu nhiều tổn thất vì lệnh cấm hoạt động suốt 4 năm qua. Khác với các nghệ sĩ như Trịnh Sảng, Đặng Luân bị xóa trang cá nhân, Phạm Băng Băng vẫn còn được giữ lại các kênh mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ. Song, cũng có ý kiến cho rằng nếu các cơ quan quản lý nghệ thuật chấp thuận việc Phạm Băng Băng quay lại Cbiz thì Đặng Luân, Trịnh Sảng, Vi Á cũng có cơ hội làm lại sự nghiệp. Trên thực tế, nhiều nhãn hàng, tạp chí, sự kiện vẫn rất mong muốn có sự tham gia của Phạm Băng Băng và được chào đón nhiệt liệt. Theo Sina, cuối tháng 9, Phạm Băng Băng góp mặt ở hàng ghế đầu tại các buổi trình diễn trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Thượng Hải 2022. Cô được các fan vây quanh từ bên ngoài khu vực tổ chức, do đó khá nhiều người hâm mộ xin chụp ảnh cùng Phạm Băng Băng. Ban tổ chức phải điều động nhân viên an ninh để bảo vệ người đẹp nổi tiếng và giữ gìn trật tự. Dù đã bị hạn chế hoạt động nghệ thuật nhiều năm, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Phạm Băng Băng, Sina viết. Trong hai đêm được mời đến tuần lễ thời trang Thượng Hải 2022, Phạm Băng Băng mặc trang phục thời thượng có thiết kế thanh lịch sang trọng và tôn lên làn da trắng sứ của cô. Trong những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa hoặc chụp trong tình trạng thiếu sáng, Phạm Băng Băng được khán giả khen ngợi đẹp kinh diễm. Phạm Băng Băng được mệnh danh là ngôi sao thời trang hàng đầu Trung Quốc. Cô có phong cách biến hóa đa dạng, cùng thân thái sang trọng và vóc dáng quyến rũ. Theo Sina, hiếm minh tinh nào có vẻ đẹp sắc sảo, thần thái, nữ quyền riêng biệt như Phạm Băng Băng ở showbiz Trung Quốc. Nữ diễn viên luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư cho sự xuất hiện của mình trước truyền thông. Vì vậy, ngôi sao lạc lối ở Bắc Kinh được xem là nữ hoàng thảm đỏ và luôn là gây chú ý trong các sự kiện. Với danh tiếng và địa vị đứng đầu giới giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng thường xuyên làm khách mời trong các sự kiện thời trang, gương mặt trang bìa trên tạp chí hàng đầu. Hiện tại, dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên vẫn giữ được nguồn tài nguyên và sức hút trong lĩnh vực thời trang làm đẹp. Hậu scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng không thể quay lại hoạt động nghệ thuật. Cô bị tiếng là nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức, do đó người đẹp chỉ hoạt động cầm chừng để thúc đẩy kinh doanh cho thương hiệu mỹ phẩm mà cô sáng lập.